thường là vào buổi sáng sớm mình nghe mình nói thì cũng như vậy thôi. Rồi kế đến nữa là nghe cái gì còn nữa không? Rồi giờ đến cái sầu. Sầu từ đông đến sâu là bị sầu từ sâu, giống như là đi làm chàng đi chậm. Mục đích em sợ cái gì? Mục đích em sợ cái gì? Cứ đã giống như phần nghe, mục đích phần nghe là nghe âm hỏi thì mình sẽ biết chỗ nào mình để nghe. Còn một cái sợ là em sợ em muốn tìm cái gì? Tìm những đâu? Thứ nhất là tìm những đâu? Thứ hai tìm bạn, tìm tài, thứ ba tìm khối u, tìm khối ô, thứ tư áp xe. Rồi, bạn đau ở thượng vị ha. Ờ, bệnh nhân đau ở thượng vị, rồi em sờ xem. Nếu bệnh nhân đau thượng vị thì vừa vô là sờ nhỉ? Ngay chỗ này đúng không? Thường bệnh nhân sẽ đau thượng vị, nhưng sẽ cái khoảng thượng vị nó không phải là ngay cái khoảng chỗ bệnh nhân dậy, mà nó sẽ nằm hơi lan ra một chút, nha, một khoảng rộng một chút. Rồi em sẽ tránh cái vùng đó, thì em sẽ sờ xa cái vùng đó trước. Rồi sau đó thì em mới sờ đến cái vùng mà đau nha. Em sờ này chỉ là sờ nông thôi, thì em đang sờ nông đúng không? Em sờ nông với sờ sâu sẽ kết hợp với nhau ha. Mình sẽ không phải đi một chỗ. Nếu tụi em muốn sờ có hai cách, một là sờ nông sờ sâu, thì tụi em có hai cách, tụi em chỉ sờ nông hết một lượt, sau đó tụi em sờ sâu, thì như vậy sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu và sẽ mất thời gian mình. Thì mình sẽ sờ ngay một chỗ, mình vừa sờ nông, sau đó mình sẽ ấn sâu vô một chút để mình sờ. Ví dụ như những bạn nữ nào mà tay yếu, bạn nam thì có thể dùng một tay, bạn nữ nào hai tay có thể sờ nông. Đó như mình ấn vô mình sờ, đúng không? Và sau đó mình di chuyển chỗ khác, mình cứ để tay như vậy. Nhưng mà khi mình muốn ấn sâu thì mình sẽ dùng cái tay ở phía trên mình đẩy xuống ha. Còn nếu mà mình sờ nông thì mình chỉ dùng cái tay lực tay ở phía dưới thôi nha, thì sẽ nó sẽ dễ hơn. Thì em vừa kết hợp vừa sờ nông, vừa sờ sâu sẽ đi hết tất bộ mình từ cái vùng đau. Rồi. Sờ đi, sờ đi, chưa sờ mà. Sờ từ hông lên trên, từ hông lên trên đó. Nói chung sờ cách xe đứng đây. Mà mới sờ từ đầu đến đây. Em để cái tay giống như chị á, sẽ di chuyển như thế nào thôi. Chứ vừa để tay vô, xong cái bỏ tay vô, vừa để tay vô, nó bỏ tay vô. Rồi, em thiếu là sờ rốn ha. Em sờ qua chỗ này, nhưng phần rốn nhiều bệnh nhân, nhiều bạn quên sờ. Tại phần rốn nó là một khoảng riêng ha. Bệnh nhân có thể đau thượng vị, đau hạ sườn, đau hố chậu, đau miệng, nhưng mà có thể đau quanh rốn. Do đó mình chú ý trong phần rốn nữa. Nếu bệnh nhân đau thượng vị, mình phần rốn sẽ chừa cái khoảng này ra. Rồi. Rồi. Sờ tay. Rồi. Sờ tay sờ từ trọng lên lên. Sau đó tôi bệnh nhân hít sâu. Hít sâu thở đều thôi. Hít sâu thở đều và em sẽ dựa vô cái nhịp thở của bệnh nhân. Để em mỗi lần bệnh nhân hít thở thì em sẽ ấn sâu vô một chút. Và mỗi lần bệnh nhân hít thở sẽ ấn sâu một chút. Và em sẽ đi từ từ đi dưới lên lên. Các bạn ở phía sau thấy không vậy? Các bạn nam phía sau thấy đúng không? Thấy rõ không? Rồi như vậy sao khác? Em sờ em chỉ có một khoảng chỗ này thôi. Còn nguyên cái bờ ghen nó là nguyên cái bờ ở hạ sườn mà ghen nó nằm ở nó nằm gì nè. Nằm ngay chỗ này. Mà em sờ em chỉ sờ ngay cái dưới chỗ này thôi. Em phải sờ hướng, mà em sờ hướng lên trên. Em đi từ dưới hướng mà dưới hướng lên trên. Ví dụ như vậy. Ví dụ như chị sờ thì em sẽ đi từ dưới để em đi. Em sờ em đi từ dưới, em hướng lên trên. Và em hướng theo cái bờ của hạ sườn á thì em sẽ dễ hơn ha. Rồi kêu bạn hít sâu thở đều, em hít sâu thở đều. Rồi mỗi lần hít sâu thở đều sẽ ấn xuống một chút, ấn xuống một chút. Rồi em sẽ đi từ dưới đi lên, đi theo cái hạ sườn thì cái gan nó sẽ nằm dày, nó sẽ chạm vào cái tay em. Nếu mà mỗi lần mà bệnh nhân hít sâu vô ha, khi em đi ngay cái góc này nó sẽ nằm ngay cái chỗ này thôi, thì gan cái phần này em sẽ không phát hiện được. Là mình đi theo cái đường này luôn.
em đi hơi xéo một chút, xéo theo cái đường của đó, gần như là ví dụ như cái đường này em sẽ đi theo cái hướng nghiêng góc một chút, nghiêng góc cái đường này một chút nè, chứ em không có đi thẳng như vậy, đi thẳng như vậy sẽ không được. Cũng như lắc cũng vậy, em sẽ đi mé qua bên đây, hiểu không? Em sẽ đi mé theo cái đường này để em biết được cái giới hạn của bờ ghen này, thì em sẽ đi sao để cho cố tình cái bờ ghen nó chạm cái tay em. Chứ em đi thẳng như vậy thì chỉ có cái phần này nó chạm thôi, mấy phần này nó không chạm, hiểu không? Có là ầm một cái là bệnh nhân đau, mà nhiều khi áp xe gan mà nó bự á, nó vỡ á nha. Nhiều ca có thể và bệnh nhân bác sĩ khám xong rồi tự nhiên sẽ khoảng buổi tối sau cái buổi ví dụ như ban ngày bác sĩ khám ấn mạnh quá, rồi buổi tối tự nhiên áp xe gan vỡ, người nhà sẽ đổ thừa, không biết là do bác sĩ ấn rõ mạnh quá hay là do tự áp xe gan nó vỡ. Do đó mình khám, mình sẽ khám nhẹ nhàng ha, và trước khi khám mình sẽ giải thích bệnh nhân để cho bệnh nhân sẽ không có để bệnh nhân sẽ kiện ha. Rồi ấn kẽ sườn. Rồi giới hạn vùng gan là khoảng từ dưới nấm vú trở xuống ha, đến hạ sườn. Ở đó em sẽ ấn kẽ sườn là em sẽ ấn dọc theo cái khoảng liên sườn như vậy ha. Em sẽ ấn dọc theo cái gan. Rồi em ấn thì em sẽ ấn nhẹ nhàng thôi, và ấn vô khoảng liên sườn, chứ không phải ấn vô xương sườn ha. Ấn vô xương sườn bệnh nhân rất là đau ha. Rồi lát em cũng đi từ dưới đi lên chứ, gan thì có thể nó không có to xuống dưới đây đâu, nhưng lát là nhiều khi to xuống đến màu chậu xuống dưới đây luôn á. Cái chai đó to, thật sự nó sẽ to chứ không có chậu. Lát em sẽ khám, em sẽ dùng cái bàn tay nâng cái này lên. Tại lát nó nằm ở phía sau một chút ha. Có hai phương pháp, một là cho bệnh nhân nhìn nằm thẳng. Em sẽ nâng cái bàn tay trái, em sẽ dùng cái bàn tay trái em nâng lên ha, nâng ở phía sau lưng lên, mục đích là nâng cái nách lên. Đừng có quay phim, cái phim giờ tụi em cũng không có coi, không có thời gian để coi đâu. Rồi cái thứ hai là em có thể cho bệnh nhân nằm nghiêng sang phải ha. Em nằm nghiêng sang bên đứng trên đây mà còn dậy thì xuống dưới bệnh nhân mà bu tất cả hai mươi mấy bốn gần 40 bạn qua một bệnh nhân, sao bệnh nhân chịu nổi? Là tụi em nhóm tụi em đông quá, thường là học chỉ khoảng chừng 5-7 bạn nhóm là tốt nhất, nhóm đông quá. Rồi cái gì nữa? Thiếu bạn còn gì nữa? Còn như vậy em ấn thì em sẽ không chạm nổi đâu. Thường mình sẽ ấn sâu vô một chút nha. Tại thường thì thận nó sẽ là không có to, nên ra chạm mình sẽ không thấy phát hiện được. Nhưng những bệnh nhân nào mà thận to, nhưng mà nếu mà mập quá cũng không phát hiện được. Thận to mà phải ốm, thận to mà ốm, cái cơ mở bụng á nó ít, thì mình mới khi mà mình ấn sâu vô mình mới cảm nhận được có một cái tạng gì đó giữa nằm giữa hai tay mình. Do đó một là thứ nhất là mình ấn sâu một chút,
cái tay ở dưới mình phải nâng lên một chút và cái tay ở trên sâu mình ở phía trên mình phải ấn sâu vô một chút thì mình mới, nếu mà thuận to thật sự mình mới cảm nhận được. Ngày chứ em ấn giống như là ấn tìm điểm đau mà xương ốc nông là không ấn, không có làm chậm thận được ha. Rồi nhớ là khám hai bên cho tụi em, chị chỉ là chỉ khám một bên để giới hạn thời gian ha, nhưng trên nguyên tắc là phải khám đầy đủ cả hai bên ha, nghe cũng vậy, phải khám đối xứng hai bên. Rồi dạ anh thận, nói gì nữa? Mặt bên thận. Trung thận để sao? Rồi còn gì nữa? Sờ tìm ôm. Sờ tìm ôm. Thì hồi nãy mục đích của mình sờ nông, sờ sâu là mình đã sờ vừa điểm đến đầu mà kết hợp với tìm ôm luôn ha. Đó là mục đích như vậy, mình sẽ kết hợp chứ không phải là mỗi bệnh nhân mình khám đến 20 phút là bệnh nhân chịu không có nổi. Ở đó mình sẽ trong đầu mình sẽ kết hợp, à cái này mình làm gì, mình làm gì, mình sẽ kết hợp lại. Khi tụi em học lý thuyết thì chỉ chia ra từng phần để tụi em dễ học, nhưng khi mà tụi em đi khám lâm sàng tụi em sẽ kết hợp lại trên một bệnh nhân. Giống như hồi nãy chị nói nè, giống như nãy giờ chị chỉ thì mình sẽ kết hợp lại để trong cái phần khám bụng của mình. Nếu tối đa thì khoảng chừng 5 đến 5 phút thôi. Chứ bệnh nhân mà khám mà đè bệnh nhân đau như vậy, bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân đang đau được đâu mà tụi em khám mà đứng 20 phút, 30 phút là bệnh nhân sẽ rất là mệt ha. Rồi thì hồi nãy bạn đã đi sờ nông sờ sâu là mục đích vừa tìm điểm đau và vừa tìm ô luôn rồi nha. Rồi rồi xong mình sờ rồi. Rồi mà có tìm phần ở trên gan và dưới gan để đau thật sao luôn. Em gõ như vậy là sẽ sai, và em gõ là em gõ từ trên đỉnh phổi đi xuống nên em mới biết cái giới hạn. Khi em gõ thì chỗ này nó ngay thường gan nó đục, thì sao em biết được là gan nó nằm ở chỗ nào mà xuống. Rồi nó nằm trên đây thì sao, cái giới hạn trên nó nằm trên đây thì sao, hiểu ý chị nói không? Đúng rồi, gõ từ trên này gõ xuống mà thôi, tạm thời bạn vậy. Nếu bệnh nhân bình thường thì tụi em sẽ nói bệnh nhân cởi áo ra và em sẽ gõ ngay cái đường trung đòn phải ha, em sẽ gõ ngay đường trung đòn phải và gõ từ trên gõ xuống. Rồi bây giờ chị coi cái kiểu gõ của em thôi. Mình sẽ dùng cái cổ tay ha, cái lực cổ tay chứ không phải là dùng mấy cái ngón giống như gõ kiếm, mà mình sẽ dùng lực cổ tay mình gõ từ trên gõ xuống. Tụi em về tụi em để trên bàn á ha, về tập trên bàn, tụi em để cái tay trên bàn, hồi đó chị học cũng vậy. Về trước khi gõ trên bệnh nhân thì mình sẽ tập gõ trên bàn, ngồi gõ để tập cho cái cổ tay mình nó quen trước khi mình vô mình gõ bệnh nhân ha. Và mình sẽ đi theo cái xương sườn như tụi em, chứ tụi em đừng có ấn ấn ấn. Em sẽ để dọc như vậy, để dọc thẳng như vậy, tụi em sẽ gõ, hiểu không? Thì nó sẽ nhanh hơn. Và tụi em sẽ đi dọc theo cái xương sườn của bệnh nhân là xương sườn xéo nha, xương sườn nó đi xéo nên là tụi em không thể nào mà để thẳng để gõ được, mà tụi em sẽ để xéo ngay cái của xương sườn để tụi em gõ ha. Em mà để ngang rồi đó, xương sườn nó đi xéo mà, xương sườn nó đi xéo mà. Mình về mình thử, mình nhờ một người nhà nào đó lên làm mẫu cho mình trước khi mình khám bệnh nhân ha. Thì hồi xưa chị cũng học như vậy, mình nhờ một người nhà để mình đo huyết áp, khám mạch, khám nhịp thở, làm hết, nhờ người nhà chịu khó cho mình nằm ra khám bụng. Mình khám người nhà, khám 20-30 phút người nhà không than ha. Nhưng mà khám bệnh nhân mà khám lâu như vậy mà gõ đâu như vậy bệnh nhân sẽ than. Do đó là tụi em cố gắng, tụi em về tụi em tập thêm ha. Y2 thì còn đến Y3, Y4 lần nên ra là sẽ tập thêm. Rồi và em gõ ngay chỗ đó thôi hả? Còn gõ chỗ nào nữa không? Gõ từ trên, gõ xuống, dưới. Gõ như vậy sẽ nghe đục nè, mà không biết là gan hay không nè. Em gõ ngay trên xương sườn mà, em để ngay trên xương sườn em gõ là chắc chắn là sẽ đục rồi. Chị thấy hả? Tiếp xuống dưới và em sẽ để sát nha. Nếu mà cái xương hạ sườn của bệnh nhân nằm ở đây thì em sẽ để sát ở chỗ này để em coi cái giới hạn cái chỗ này nó trong hay không. Nếu mà chỗ này vẫn đục thì em sẽ đi xuống nhích từng chút ha, và đi xuống đến khi nào mà em nghe được cái tiếng gõ trong của bụng, được chưa? Hai trăm.
Rồi. Đó gì nữa? Gõ thì em sẽ gõ từ trung đầu và em sẽ đo nha, chứ phải gõ chứ không ha, hoặc phải đo cái chiều cao gan. Rồi gõ gì nữa? Điểm gì nữa? Ừ. Gõ làm gì nữa? Chỉ có gan không hả? Đó có gõ không? Cái nhiễm khác hồi nãy cái gan là thiếu nha. Nếu mà gan to quá là có thể móc gan, móc lóc ha. Có hai cách khác. Rồi. Gõ lóc, có gõ không? Ừ, gõ lóc thì gõ làm sao? Gõ lóc nếu tốt nhất mình sẽ cho mình đi nằm nghiêng ha. Nằm nghiêng sang trái thì sẽ dễ gõ hơn. À, nằm nghiêng sang phải chứ lộn. Cơ rồi, đó em sẽ đi xéo, lách nó sẽ lên tới xu hướng là đi từ dưới đây nè. Đi vòng lên đây nè. Nên ra là em sẽ gõ dọc này và em sẽ gõ ngay chỗ này. Gõ giống như gõ le gan vậy đó nha. Lách có nhiều khi nó to cái vùng này. Em gõ ngay chỗ này là gõ ngay cơ, ngay xương rồi nó ra khó. Em gõ dọc ở đây và em sẽ gõ thêm chỗ này nữa ha. Chị ơi. Chị hỏi chị, hồi nãy sờ là biết được lách to hay không to, cần gì phải gõ đó chị? Sờ với gõ là hai cái kết hợp với nhau. Ví dụ như em sờ được cái gan, chị ví dụ như em sờ được cái gan, gan nó nằm ngay chỗ đó. Thì bây giờ em gõ mục đích là gì? Thứ nhất là em xác định được cái chiều cao gan, có phải là gan xa hay không, đúng không? Cái thứ hai là em xác định lại cái chính xác là cái chỗ em sờ nó phải là gan hay là cái chỗ gì khác. Cái bàn tay em cảm nhận một phần như gõ là em sẽ kiểm tra lại lần hai. Do đó là hai cái kết hợp với nhau để xác định chiều gan. Mấy bạn cũng nấu đi. Một lát rồi sẽ cho một lát mấy bạn sẽ hùng tiền lại cho bạn này một chai nước. Cho chưa có nước rồi chị. Rồi tiến cho lên. Mời đứa nào nãy trăm đồng. Em hát thì ngồi suy nghĩ nhớ bài tội nghiệp bạn nằm ở đây nãy giờ mồ hôi nhễ nhãi đây nè. Rồi gì nữa? Gõ tiệm gì nữa? Gõ tiệm ô, gõ gì nữa, gõ tiệm gì nữa? Em coi tính chất của cái trong bụng nó là cái gì? Nó là ruột, ha, hơi của ruột hay là hơi tự do? Bộ tại thủng tạng rỗng hay là do dịch? Ha, nên ra gõ là gõ khắp bụng. Và phải gõ mục đích là hai cái, một là sờ coi tiền coi cái chỗ nào có u hay không. Nếu mà nó u thì nó đặt, nên là nên gõ đột hơn. Và cái nữa là em sẽ coi cái dịch bán có hay không, hoặc là hơi tự do trong bụng có hay không. Nếu mà dịch bán thì mình sẽ coi dịch bán này là dịch bán tự do hay dịch bán khu trú. Nếu dịch bán tự do thì là thường là sẽ một là gõ đục vùng thấp, hai là gõ đục khắp bụng. Nếu dịch bán khu trú thì có sẽ chỗ đục chỗ trong, chỗ đục chỗ trong giống như gõ bàn cờ vậy đó. Em thấy cái bàn cờ sao thì gõ đục khu trú nó cũng giống vậy á. Chỗ đen chỗ trắng, chỗ đen chỗ trắng thì cái gõ, nếu mà dịch bán khu trú thì nó cũng vậy, chỗ đục chỗ trong, chỗ đục chỗ trong nha. Rồi. Mình gõ hình đen hoa. Em gõ sao cũng được, em có thể gõ hình đen hoa, em có thể gõ theo chiều kim đồng hồ, em gõ theo chiều kim đồng hồ. Và miễn sao em gõ khắp bụng là được rồi. Em gõ vậy sao nghe, chị đứng đây chị còn nghe em. Em gõ em nghe không? Gõ nghe được cái trong của tiếng không? Hay là em sợ quá em để sát cái tay này nè. Nghe không? Ừ chứ em gõ mà em để vậy nè. Vậy sao nghe? Em để cái tay không có sát thì làm sao mà em gõ em nghe? Chiều kim đồng hồ. Rồi tạm thời vậy đi ha. Nếu mà gõ đục vùng đục, gõ dấu gõ đục vùng thấp có nghĩa là bệnh nhân, nếu bệnh nhân có bán bụng mà dịch bán lượng vừa hoặc là lượng ít thì dịch nó có xu hướng nó sẽ tụ ra hai bên ha. Cái ở cái trên rốn này là hơi của ruột ha. Do đó tụi em sẽ gõ là sẽ gõ trong vùng này, và khi tụi em di chuyển từ đây ra bên đây thì từ từ nó sẽ đục ha. Nó sẽ có giới hạn giữa vùng trong với vùng đục. Hoặc là tụi em sẽ cho bệnh nhân nằm như vậy, em sẽ đánh dấu bệnh nhân, ví dụ như gõ từ đây đến đây, chỗ vùng đục là vùng này. Sau đó em cho bệnh nhân nằm nghiêng ngược lại, em nằm nghiêng ngược lại, nằm nghiêng ngược lại thì nước nó sẽ từ bên đây nó sẽ chảy qua bên đây. Do đó cái vùng đục mà khi hồi nãy em đánh dấu nó sẽ trở thành vùng trong, và cái vùng đục ở phía bên đây nó sẽ trở thành vùng đục ha, vùng trong nó sẽ trở thành vùng đục. Đó là dấu gõ đục vùng thấp.
đấy, chính vì vậy mới gọi là dấu gõ đục vùng thấp hoặc là vùng đục di chuyển, có nghĩa là nước nó tự do. Khi mà em di chuyển thì cái chỗ nào mà ngay cái trọng lực thì nó sẽ là đục ha, còn cái chỗ nào mà nó cong lên có nghĩa là chỗ đó là hơi. Do đó khi tụi em lắc qua lắc lại, lắc bệnh nhân qua hoặc là cho bệnh nhân nằm nghiêng sang trái nghiêng sang phải thì cái vùng đục nó sẽ di chuyển. Một là dấu gõ đục vùng thấp hoặc là dấu gõ vùng đục di chuyển. Đó, đó là ý nghĩa của nó ha. Giờ còn gì nữa không? Rõ còn gì nữa không? Dấu sống cổ, nếu mà bệnh nhân tụi em đã gõ đục vùng, gõ đục khắp bụng thì tụi em mới làm dấu sống cổ. À, còn nếu mà gõ trong hoặc là gõ đục vùng thấp thôi thì làm dấu sống vỗ nó sẽ không có. Mà dấu sống vỗ là làm sao? Em làm thử chị coi coi. Một là nhờ bệnh nhân. Đúng rồi. Em sẽ ấn xuống, em sẽ ấn để tì chặn cái mặt keo lại và em sẽ làm. Hai là nhờ một người thứ ba làm. Thì nếu mà mình không có, mình đi khám một mình thì mình sẽ nhờ bệnh nhân sẽ dễ hơn nha. Rõ rồi, em sẽ rất là đa, em sẽ dùng cái ngón. Em sẽ dùng cái ngón ha. Em sẽ áp sát cái tay vô thành bụng. Và một tay còn lại em sẽ dùng cái ngón em đẩy. Những bệnh nhân nào bán bụng thật sự em sẽ gõ như vậy. Em sẽ gõ như vậy thì em sẽ cảm nhận cái lực hơi của cái lực tác động của từ nước nó sẽ di chuyển từ bên đây qua bên đây. Giống như em để cái bịch ni lông mà em gõ, em để một bịch ni lông bự bự em bơm căng em gõ bên đây thì em sẽ cảm nhận cái nước nó sẽ di chuyển qua bên đây. Tụi em khám, tụi em không có đi lâm sàng kỹ nên ra nhiều bệnh nhân bán bụng thật sự, giống như cái ca giường số A412, giường số 1, bệnh nhân bụng bán căng. Tụi em sẽ làm dấu sống cổ sẽ dương tính nha, nên ra nếu đi khám lâm sàng được thì sẽ coi các ca bệnh nhân phòng 12 á, cái ca mà sơ gan mà bệnh nhân tân long á nha, làm dấu sống cổ sẽ dương tính. Bệnh nhân chỉ cần nước nó rỉ ra ngoài luôn mà, có nghĩa là bệnh nhân cái bụng nó căng đến nỗi mà nước nó rỉ ra ngoài, nó rỉ từng đợt luôn mà, nó ra lại nó sẽ làm dấu sống cổ dương tính ha, chứ không có thể nào mà đập như vậy. Bệnh nhân sẽ rất là đau, em sẽ dùng cái ngón gõ mà em gõ cho từng đợt để em cảm nhận cái dấu sống cổ, mà gọi là sống cổ mà gọi là sống, mỗi lần mà mình tạo một cái làn sóng thì nó sẽ có tác động lên cái tay còn lại, hiểu không? Rồi ha, rồi đến lưng thở rồi xong rồi. Càng chịu lúc đầu mình quay không? Lúc đầu con chú quay được không? Thông thường em sẽ để cái tay hướng xéo lên, hướng theo cái xương sườn của bệnh nhân á nha, hướng xéo lên hướng xéo xuống nó hơi khó để cho tay em. Rồi mình sẽ theo cái hố thắt lưng ha, mà mình sẽ để ngay cái chỗ vùng xương sườn thứ 11, 12 ha, và mình sẽ gõ cũng giống như rung gan vậy đó nha, mình gõ từng đợt, và nếu bệnh nhân hay đau thì là rung thận dương tính được ha. Rồi xong rồi. Chụp cái móng các bạn.